Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống mặt tầng VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày cuối tuần. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin còn lại trong ngày. Và đây là một trong những cái bản tin về Hoa Kỳ chúng tôi muốn gửi đến cho quý khán giả. Khi mà cái những vấn đề mà khánh thành cái chân dung của cặp vợ chồng cựu Tổng thống Obama, thì tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng khen ngợi ông Obama khi mà ông nói rằng tôi là trong số những người tôi biết từ trước cho đến nay ít có ai liêm chính, thanh lịch và can đảm hơn ông Barack Obama. Đây là một trong những cái lời mà Tổng thống Joe Biden đã phát biểu trong một cái buổi khánh thành ở East Room. Thì gia đình của cựu Tổng thống Obama cũng đã có mặt trong cái vấn đề để mà cái dự lễ khánh thành. Thì hai bức chân dung có ý nghĩa rất là đặc biệt và ông Obama đã phát biểu giống như là cái vấn đề mà Tổng thống Joe Biden đã đề cập. Thì hai bức chân dung này được treo Tòa Bạch Ốc cùng với những chân dung của đời những đời tổng thống và đệ nhất từ thời của ông George Washington cũng như là bà Martha. Và bức chân dung để vẽ cựu Tổng thống Obama là do họa sĩ Robert McCurdy vẽ. Ông mặc đồ vest đen và đeo cà vạt xám. Thì ông Obama cũng nói rằng là tôi rất thích ông Robert, là ở chỗ là người ta như thế nào thì ông vẽ y ra như vậy, dù cho là tốt hay xấu. Và ông vẫn giữ được những cái từng cái nếp nhăn trên cái gương mặt, những cái nếp gấp trên áo. Và quý vị sẽ nhận thấy rằng là ông Robert sẽ không có từ chối để mà che bất cứ một cái sợi tóc bạc nào của tôi cả, và từ chối vẽ tay tôi nhỏ hơn như là tôi đã yêu cầu trước đó. Còn chân dung của cựu đệ nhất phu nhân là bà Michelle Obama là do họa sĩ Sharon Stone. Và bà có vẻ phát biểu một cách nghiêm túc hơn người chồng của mình khi mà bà nói rằng là đứng trong một cái không gian lịch sử này và nhìn một cái bức chân dung lớn đẹp và đang nhìn chằm chằm ngược lại tôi thì làm cho tôi rất là ngượng nghịu, bà nói về bức chân dung của mình. Và hồi đó là tới giờ thì tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày mình sẽ được diện kiến một cái bức vẽ của mình như thế này trong một cái nơi rất là trang trọng. Và cũng cho biết đây là một trong những cái vấn đề mà khi mà chân dung của vợ chồng tổng thống, cựu tổng thống Obama sẽ được treo vĩnh viễn tại Tòa Bạch Ốc luôn, là theo lời người phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã đưa ra trong cái tuần này. Và nói rằng là sẽ để mọi người nhắc nhở về cái sức mạnh cũng như là niềm hy vọng và cái sự thay đổi. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi tin đến cho quý vị. Thưa quý vị, tin Uganda, Uganda về mưa và đất trời. Thưa quý vị, Uganda mưa đất trời. Ít nhất là 16 người đã chết tại vùng phía tây của Uganda sau khi mà trận mưa lớn ở Kanesi, quận Kanesi vào ngày thứ ba vừa qua đã làm cho đất trời. Thưa quý vị, đất trời nguy hiểm hơn là lột đất trời, tại vì khi mà đất trời là cái khối lượng của nó nặng và nó chạy nhanh cũng không thua gì nước. Khi đất nó xuống thì là đập vào tất cả các vật liệu ở trên xây cất trong nhà là đập vỡ ngay. Đôi khi nước có thể từ trên đổ xuống thì có thể còn giữ được những kết cấu cứng. Nhưng còn đất chuồi và trên núi cao và đổ xuống thì không có một cái kết cấu gì có thể mà chống cự lại được. Thì tất cả những người mà chết đó là đàn bà và trẻ em không à. Và có 6 người đang bị thương. Thì tổng cộng là có khoảng chừng 16 người đã chết ngay tại chỗ, còn lại khoảng chừng một số người bị thương, tức là 6 là 22 người bị thương khác. Thưa quý vị, thì các cơ quan mà đang khẩn cấp cứu trợ đang đổ tới để mà giữ cho những người mà còn lại có một cuộc sống là tạm thời ổn định. Thưa quý vị, tại vì khi mà đất trời như vậy thì tất cả tài sản của họ đã trôi xuống hết. Ở Uganda chúng ta biết là đa số những cái làng mà hay có làm ở dưới chân núi không à, là chân núi, mà chân núi là không phải là núi đá mà núi đất. Tại khi mưa lớn thì đất nó trồi xuống, và đã từ trước đến giờ đã bao nhiêu lần xảy ra một đất trồi rồi, mà chính phủ Uganda không có phương pháp gì bảo vệ người dân, không có làm được các hành trận đất trồi. Thành ra có khoảng 300.000 người đã bị những lần đất trồi luật đã phải rời bỏ nhà cửa và đi và sống đời nghe là ăn xin cực khổ vô cùng. Có khoảng 65.000 người cũng đã từng chết về tất cả những thiên tai bão lụt, nhưng mà chính phủ Uganda hầu như là bó tay, không có biện pháp gì để cứu dân của họ cả. Và tiếp theo một cái bản tin, đây là một trong những cái người ca sĩ rất khá nổi tiếng người gốc Puerto Rico, ông có tên là Ricky Martin. Ông bị một cái người cháu trai đã tố ông là về tội tấn công tình dục. Và ông nói rằng là không có cái chuyện đó xảy ra, và bây giờ ông đã kiện lại người cháu trai lên đến 20 triệu Mỹ Kim.
Cái sự việc này thì cái được cái tờ Yahoo Entertainment đã đưa một cái đại diện của ca sĩ Ricky Martin đã đưa ra xác nhận và cho biết rằng là cái người cháu mà ông sẽ khởi kiện có tên là Danny Jadiel Sanchez vì có ý định là muốn phá hủy danh tiếng của ông cũng như là đưa ra những cái cáo buộc rất là ác ý nhưng mà không có đưa ra được bằng chứng. Thì trong cái tháng 7 của năm nay 2022 thì người cháu Sanchez đã xin một cái lệnh cách ly với ông Ricky Martin vì ông nói rằng là có một cái mối quan hệ loạn luân với người chú của mình và nói rằng là đã bị ông theo dõi, bị ông Ricky Martin này theo dõi và bị quấy rối về tình dục. Nhưng mà cái người đứng đại diện cho Martin thì nói rằng là đã bác bỏ những cái cáo buộc đó và Sanchez sau đó cũng phải rút lại cái lời khai của mình rằng là chưa bao giờ bị tấn công tình dục. Và theo cái đơn kiện của bên Ricky Martin cho thấy rằng là người cháu Sanchez vẫn tiếp tục quấy rối anh và còn đăng cả số điện thoại cá nhân lên trên mạng xã hội và tạo ra một cái trang Instagram dưới tên của người con trai vị thành niên của ông Ricky Martin này luôn. Vì vậy ra ông nói rằng tôi quyết định tôi khởi kiện 20 triệu để bồi thường cho tất cả những cái hợp đồng mà tôi đã bị mất cũng như là danh tiếng đang bị gặp nguy hiểm. Thì ông nói rằng là tôi không có cảm thấy an toàn ngay tại quê nhà của tôi là Puerto Rico và muốn rằng là đứa cháu Sanchez này không được liên lạc với gia đình mình, với bản thân mình bằng bất cứ cách nào như là gặp trực tiếp, điện thoại hay là bằng mạng xã hội luôn. Thì không biết rằng cái sự việc này kiện sẽ đi như thế nào khi mà ông đang khởi kiện tại quê nhà của ông là Puerto Rico. Thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin đến cho quý vị. Thưa quý vị, chắc quý vị hôm nay ở vùng miền Nam Cali chắc không cảm thấy là nóng kinh khủng, nóng hơn lực hơn. Mặt trời như lửa tại vì cháy rừng cháy trên miền Bắc Cali và cháy trên miền Nam Cali và cháy cùng mấy ngày hôm nay. Thưa quý vị, xe phủ đầy bụi hết. Thành là những quý vị nào ở nhà gần những khu mà frame 15 sao thì nên cẩn thận là đề phòng tại có thể là lửa có thể lan tới được quý vị rất là nhanh, tại biển tàn lửa có thể bay xa rất là nhiều cây số. Thưa quý vị, thành ra những người mà ở vùng, xin nhắc lại những vùng ở miền Nam của Freeway 15 thì nên cẩn thận đề phòng, chứ có thể là không biết dùng phương pháp nào nhưng mà nước lúc nào cũng phải có sẵn sàng để có thể chữa những cái tàn lửa mà nó bay tới nhà của mình. Mấy hôm nay trời nóng quá, tôi đi ra ngoài đường nóng kinh khủng, phải không Phương Thảo? Nóng mà hầm nó khô. Cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Nó bị khô, bị dry, nó humid thì nó không humid đâu, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy là giống như không thể nào mà thở nổi. Thì xe phải rửa mỗi ngày. Dạ đúng chứ, tại vì hình như những cái đám cháy này nó gây ra những cái đám tro bụi á, thì sáng sớm vẫn thấy là những cái đám tro bụi nó lác đác dính trên xe của mình. Và đây là một trong những cái cơn bão dự báo thời tiết đã đưa ra cho thấy rằng là một cơn bão có tên là Kay sẽ có thể đổ vào miền Nam Cali trong cái ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9 và cái nhiệt độ này sẽ được tăng lên. Thì đây là một trong những cái thời tiết khắc nghiệt mà chú Tiến đã đưa ra cho quý khán giả khi mà bây giờ thấy thêm một cái cơn bão Kay từ Thái Bình Dương tại ngoài khơi biển của Mexico sẽ đưa tiến vào cái vùng vịnh Baja thuộc California Peninsula. Thì khi mà tâm bão sẽ bắt đầu di chuyển về phía Bắc, sẽ mang theo một cái lượng mưa lớn và sẽ có thể gây ra nguy cơ bị lũ lụt. Và dù cho là mưa to, gió lớn, nhưng mà cái cơn bão này sẽ không có giúp để mà có thể giảm được cái thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hiện nay tại tiểu bang California. Và thậm chí rằng là cái tác động của hệ thống gió vì cái cơn bão này gây ra có thể đẩy cái nhiệt độ tăng cao hơn tại một số nơi. Và những cái nhà khí tượng đã cho biết rằng là với cái đà di chuyển của cái cơn bão này trong cái ngày hôm nay 9 tháng 9, nhưng mà vẫn chưa biết rằng là song song với cái bán đảo Baja, California sẽ tạo ra một cái tình trạng rất là nóng bức khắc nghiệt hơn hiện tại mà chúng ta đang sống nữa, chứ không phải là làm giảm được khi mà mưa tới. Và rìa của cơn bão này sẽ có sức gió là khoảng 60 mph cho một giờ và sẽ cuốn cái khối không khí nóng từ phía đông thuộc tiểu bang Arizona để thổi vào vùng ven biển của tiểu bang California. Giống như đó thì lúc đó chúng ta sẽ bị giống như là một cái cơn gió Santa Ana tiếp tục, thì sẽ rất là
là nóng và hanh, thì những cơn gió và khô và đông từ phía đông sẽ làm tăng cái nguy cơ hỏa hoạn tại cái khu vực này. Thì không biết rằng là cái lệnh này nó sẽ đưa ra để mà có thể giảm được cái nhiệt độ do cơ quan thời tiết đưa ra, sở khí tượng của quốc gia cảnh báo như thế nào. Thì khi mà chị nói rằng là khi có quá nhiều mưa và cùng một lúc có thể xảy ra rủi ro về lũ lụt và cũng như là cái khắc nghiệt của cái nóng vẫn còn, thì chúng tôi sẽ theo dõi để mà gửi tin tiếp cho quý vị. Kính thưa quý vị, tới đây thì chương trình Điểm tin của ngày cuối tuần của chúng tôi cũng đã chấm dứt. Một lần nữa, Phương Thảo và chú Tức Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có những ngày cuối tuần an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.